thằng tiểu nhân Tào Cộng nó đang nắm đầu thằng tổng lũ ở tại Việt Nam, nó muốn cho vấn đề là nông nghiệp đứng hàng thứ nhì thế giới phải phá sản, đó là lúa gạo. Nó giả tâm, nó phá đủ hết mọi cách, từ lên nó thả chuột vô trong nước Việt Nam, rồi nó giả bộ nó thu mua mèo để không còn mèo bắt chuột nữa, rồi bắt đầu nó thả rắn đuôi đỏ đi để mà cắn hết, rồi thậm chí nó đem con cá ma quỷ ở bên Tàu qua để mà nó thả cho ăn mẹ hết con cá sặc, con cá gì tao nói cá lòng tông ở Việt Nam là nó ăn hết, bởi con cá đó là con cá quỷ, con cá ma đụng con nào nó cũng ăn, nó còn nhỏ mà nó rất là độc, nó cắn con cá nào lớn hơn nó cũng bị nọc độc của nó mà chết, mà tao nói phải thiêu hủy cả một cái đồng bằng sông Cửu Long. Các bạn ở đồng bằng sông Cửu Long các bạn nên nhớ như vậy nha. Rồi bây giờ đến nỗi mà bắt cái những cái chiến dịch mà nó tuồn những cái lúa gạo hay là phân bón giả từ Campuchia qua, nó bán phân giả để cho nông dân làm, rồi tới cái mùa mà vấn đề là kêu bằng là mua lúa thì kêu bằng là nó không mua, nó để cho ế, hoặc là nó giả bộ nó chặn ở trên cái đập nguồn ở trên ở đỉnh núi Tuyết để cho vấn đề là kêu bằng nước không có đi vào được cái đồng bằng sông Cửu Long, mà khi nước không vào được rồi thì nước biển nó tràn vô, mà hễ nước biển tràn vô thì cái đất ở đó nó bị ngập mặn, mà nó đã ngập mặn rồi thì các em trồng nó sẽ không có tăng gia được, nó không có thu hoạch được nhiều, thành ra nó chết. À, để rồi nó qua bắt đầu nó giả bộ nó kêu là phải trồng cây nông nghiệp, phải trồng những cái cây nào mà nó yêu cầu, thậm chí nó qua vấn đề là nó giả bộ nó nói giờ tôi cần mua đĩa bởi vì đĩa trị bệnh được, trị bệnh gan, cho nên cứ việc tha hồ ai cũng nuôi đĩa hết, ta nói ở Việt Nam ùn ùn ai cũng đi đi nuôi đĩa hết trơn, bắt đầu là chuẩn bị bán cho Tàu, tới chừng mà nuôi nó đầy nhóc nó nở ngỡ lên ngỡ tên nói là kêu bằng là đĩa lợn như bánh canh em yêu anh nên đành xa xứ được kia đó ha ha à, ta nói là ta sao không đó, nó để cho nuôi, ta nói đĩa lờn như bánh canh vậy đó, rồi cái nó qua nó đào cái bộ đó nó thôi bây giờ chúng tôi không mua nữa, chúng tôi hết cái đợt mua đĩa rồi, rồi ở Việt Nam người ta nuôi lỗ quá giờ sao giờ thì bây giờ bỏ mẹ đĩa cho nó ra ngoài đồng đi à, ha cho nó tràn lan hết trơn vậy đó nó Em theo anh về xứ cạnh đền, mũi kêu mà như sáo thổi, đĩa lờn tựa bánh canh, em yêu anh nên đành xa xứ, để đi về cho đĩa nó hút chơi đó, thấy không ha, tao nói vui như là ngày tẩy hội vậy đó, thấy không ha. Bởi ta chỉ nói rồi, cho nên các em phải nên nghe những gì mà chị Lisa nói đó. Cho nên nó để cái xác thằng Hồ Chí Minh để nó yếm cả một cái đất nước Việt Nam. Chỉ có những người mà thần thông, chỉ có những người mà vấn đề là kêu bằng là ngồi để mà bấm quẻ âm dương, vấn đề là mới nhìn ra được cái long mạch của Việt Nam nó bị yếm thư như thế nào mà thôi. Sở dĩ thằng Tào Cộng nó làm như vậy để cho xáo trộn mẹ nó đi cái môi trường, tạo ra một cái nạn dịch là nông nghiệp, công nghiệp ở miền Tây đều bị sụp đổ hết. Nó chặn nguồn nước ở trên, nó chặn để nó làm đập thủy điện để mà nó gây hạn hán báo động ở tại miền Tây, còn khi mà mưa xuống thì bắt đầu nó xả nước ra để cho bị lũ ở miền Trung chết chơi gì đó, các em thấy không, em thấy cái mưu đồ ghê không, cho nên bây giờ càng ngày nó đã càng thành công, bởi cái xác của thằng Hồ Chí Minh nằm ở Lăng Ba Đình nó đã đúng chu kỳ của nó là 50 năm cho đến 100 năm. Bây giờ chưa đâu, từ năm 69 cho tới bây giờ mới 40 mấy năm thôi. Chu kỳ của nó là phải 50 năm, cái xác thằng Hồ Chí Minh nó mới linh nghiệm cho tới 100 năm. Nếu để xác thằng Hồ Chí Minh ở Lăng Ba Đình đúng 50 năm, các em tính nha, từ năm 69 cho đúng tới 50 năm đi, rồi các em sẽ thấy chuyện gì nó sẽ xảy ra ở tại đất nước Việt Nam. Đó, nha, chưa tới 50 năm là các em đã thấy rồi đó. Đến năm 2020 là các em đã thấy là bắt đầu là cái bằng Việt Nam sẽ bị mất vào tay của Tàu, bởi đúng 50 năm nó đã trở thành linh nghiệm rồi. Cho nên ngày nay các em thấy không, hạn hán báo động rồi bắt đầu bão lụt xả lũ báo động, để chứ vậy, để bây giờ một mặt là nó giả bộ nó dương đông kích tây bằng cách nó đi lên miền Trung để mà nó đứng giữ ở đó, một mặt là kêu bằng nó nhìn về vấn đề là kêu bằng là cái bụng
cái bụng của miền Tây. Bởi vì miền Trung giống như là cái cổ vậy đó. Bây giờ nó bóp cái cổ ở ngay cái miền Trung rồi, người dân ở miền Trung nó bóp cổ rồi, nó xả lũ cho chết mẹ rồi. Thì bây giờ còn cái bụng bự của miền Tây là cái bụng ăn no quá, đồng lúa phì nhiêu, cho nên tao xuống đây tao chuẩn bị tao cho mày ăn độc để cho cái bụng mày chết. Để mà bây giờ các bạn thấy rằng khi mà nó xả như vậy rồi, nước biển tràn vào, bị ngập mặn, bị nhiễm mặn, cho nên bây giờ nó giả bộ nó qua nó nói rằng thôi đừng có trồng lúa trồng gì hết, tôi sẽ đem gạo cao su qua cho ăn, cho nên lấy đất này để trồng cây nông nghiệp đi. Thôi ở miền Tây cũng khỏi cần dựa lúa thứ nhì gì cả, tôi bây giờ sản xuất cứ bằng là gạo là tôi đứng thứ nhất rồi, bởi gạo cao su của tôi mà ai biết được. Bởi vậy mà cho nên bây giờ để cho tôi vô tôi làm những cái nhà máy giấy để tôi thải chất độc ra đồng bằng sông Cửu Long, mà đồng bằng sông Cửu Long chỉ có hai con sông chính là con sông Hậu và con sông Tiền, mà con sông Hậu là con sông mà nó đi vào những cái sông ngòi mà vấn đề là kinh rạch nhiều nhất, cho nên cái kẻ tàu nào cái kẻ nào mà kêu bằng ẩn danh mà đã ra lệnh để cho xả thải, để cho làm vấn đề là xả thải rác ở tại vấn đề là kêu bằng là Hậu Giang, là thật sự là một kẻ mưu sâu kế độc vô cùng. Sở dĩ họ chọn Cần Thơ là bởi con sông Hậu nó sẽ thải độc, nó đẹp đổ chất độc xuống dưới để mà nó làng nó chảy len lỏi vào những cái sông rạch kinh ngòi, để cho tất cả những cái tỉnh mà đồng bằng mà ven với cái con sông Hậu và con sông Tiền này sẽ bị chết mà kêu bằng là không kịp ngáp. Rõ ràng đây là một cái mưu đồ mà 100 năm chúng ta cũng không thể nào nhìn ra, nhưng mà với cặp mắt của Lisa thì Lisa sẽ nhìn ra tất cả càng khôn nha. Lisa nhìn ra tất cả càng khôn nha. Các em thấy rằng những nhà máy của nó bắt đầu chuẩn bị nó đem vào đồng bằng sông Cửu Long, nó sẽ hủy diệt cái môi trường sinh thái và thủy hải sản của miền Tây. Trong tương lai các em nuôi cá nuôi bè cũng không được, bởi cái nguồn nước nó nhiễm độc rồi thì làm sao các em nuôi cá nước ngọt được. Cho nên bây giờ mục tiêu của Tàu Cộng là đã giết chết cá ở miền Trung rồi, thì bây giờ cá ở nước ngọt không ảnh hưởng nước biển thì nó sẽ giết luôn cả cá nước ngọt luôn nữa. Ta nay nó vui như là ngày trảy hội vậy đó, thấy không? Nào, em thấy không? Bây giờ tự nhiên bây giờ vấn đề là cái bạn đó là tự nhiên giống cây ở đâu bắt đầu là tự nhiên, bây giờ ở miền Tây tự nhiên dẹp mẹ hết trơn, bây giờ trồng cây. Rồi trồng cây cái bắt đầu nó giả bộ nó qua nó mua trái cây đó vô để nó bán qua cho thằng Tàu ăn ha, rồi cái bắt đầu nó lấy trái cây bên Tàu nó đem qua nó bán ngược lại cho Việt Nam. Mà cái điều đáng nói là thằng Trọng Lú nó cho hàng nông sản của thằng Tàu vô không đóng một đồng xu thuế nào hết. Trời đất quỷ mẹ ơi, nó ào ạt nó đưa vô từ củ tỏi từ trái chanh mà không đóng một đồng bạc nào, không đóng thuế, cho nên cả nước Việt Nam tao nó phải ăn đồ của thằng Tàu. Thậm chí nho nó cũng dán là nho Mỹ nhưng mà thật sự là nho Tàu, thậm chí mỹ phẩm cái gì cũng là nhãn mác của Anh của Pháp nhưng mà thật sự là nguồn gốc từ bên Tàu, thậm chí thuốc bắc đưa vào cũng là chất kịch độc nữa. Người ta bệnh mà trước đây là kêu bằng là vừa mới hơi hơi thôi, uống một thang thuốc bắc là nằm dậy đành đạch chết như cá lóc đập đầu rồi. Trời ơi, thuốc tăng năng lực, thuốc làm cho trẻ em mau lớn, tưởng sao lấy từ thịt người chế ra, các em thấy nó dã man vô cùng không? Người dân Việt Nam tới giờ là toàn toàn đâu có biết đâu, đó thuốc đó nó làm từ thịt người uống vô rồi ban đêm nằm ngủ bắt đầu là gặp nó hiện hình vậy. Mày trả xác cho tao, mày không trả thì mày đi ra đường tao xô cho mày bị xe đụng mày chơi đó. À, em thấy vui không? Thằng Tàu nó cố tình nó làm cái thải rác ở tại Hậu Giang, ở tại Cần Thơ để mà nó chặn đứng cái những cái hạn ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đi các nước, bởi nó ganh tức là Việt Nam là cái vựa lúa đứng hàng thứ nhì thế giới, chỉ có sau thằng vấn đề là Thái Lan mà thôi. Thằng Campuchia cũng không thể nào mà trồng lúa được như ở tại miền Tây. Cánh đồng lúa của miền Tây có thể nuôi cả nước Việt Nam, có thể nuôi luôn cả dân Campuchia luôn,
Cho nên cánh đồng lúa ở miền Tây mà bây giờ nó tìm cách nó nâng thành đất công nghiệp, nông nghiệp hết trơn, công nghiệp hết trơn, để làm những cái nhà máy, là nó muốn diệt trừ, nó giả vờ như vậy thôi. Sau khi nó chiếm Việt Nam rồi là nó đập những cái nhà máy này tơi bời, nó sẽ dẹp hết những cái đất đó, bắt đầu là nó xả trở lại. Vấn đề là cho nước nó đi xuống lại đàng hoàng, bắt đầu là trở lại 10 năm sau, 20 năm sau, đồng bằng sông Cửu Long nó sẽ trở lại trù phú phù sa, nó sẽ bồi đắp. Và đương nhiên là của thằng Tàu, nằm gọn trong tay của thằng Tàu Cộng. Đây là sách lược mà 20 năm sau chúng ta mới nhìn ra được càn khôn. Còn cỡ bây giờ các bạn không nhìn ra được những cái càn khôn đó đâu. Nghe chưa? Nó muốn phá cái thị trường mà nó biết rằng là ở Hà Nội, ở miền Trung, ở tất cả những cái nơi đó không bao giờ mà trù phú bằng cái đồng bằng sông Cửu Long miền Tây. Bởi ông trời cho đồng bằng sông Cửu Long là hai con sông Hậu và con sông Tiền, nó cứ bên lở bên bồi để bù đắp phù sa, cho nên lúa cây nó cứ bằng là tươi tốt quanh năm. Đây Cần Thơ ruộng vườn Long Xuyên, trời ơi là trời, chuối hai bên bờ dòng nước ca lững lờ, dừa cho tới bạc ngàn, chuối bạc ngàn, lúa bạc ngàn. Thằng Tàu nó đâu có muốn cho Việt Nam ngóc đầu lên nha. Cho nên nó lại làm như vậy. Rồi bây giờ nó còn giả mang, nó đưa những cái thương lái nó qua để mà nó ép giá của những người làm thương, những người trồng trọt những cái trái cây. Lúc thì nó ra nó phao tin là nó cần mua mía. Thôi bây giờ bà con ơi, đi mua mía đi, trời ơi, trồng mía đi. Tao nói Trung Quốc nó cần mía dữ lắm, cho nên Trung Quốc sẽ mua mía. Bởi vì Trung Quốc trong tương lai nó sẽ làm đường giống như Cuba vậy đó. Nó xuất khẩu đi 196 nước, cho nên bà con đừng có trồng lúa nữa. Bây giờ trồng mía đi. Người dân ở miền Tây vốn chất phát quê mùa, tao nói ào ào, đất ruộng cào mẹ nó lên nó trơn, bắt đầu là trồng những cái hàng mía. Tao nói thẳng tâm tắp như vậy. Tới chừng mà khi mà thu hoạch rồi nó qua nó ẹo, nó nói thôi tao mua mía ở bên Indonesia rồi, tao mua mía ở bên mày. Người dân ta nói khóc lỡ cười. Rồi nó cũng giả bộ nó làm cái giọng quân tử Tàu, nó nói bây giờ tao cũng mua cho mày nhưng mà tao không mua giá cao được rồi đó. Tức là một đống mía tao mua chừng ngàn bạc, tao mua về cho bò ăn thôi. Bây giờ người nông dân bây giờ của đốt hổ lại đánh tâm lý người dân miền Tây mà. Bây giờ sợ quá rồi, bây giờ ông lấy để mía nó để ra cho nó úng hết sao. Thôi kệ nó, bây giờ một đồng cũng bán, bán đổ bán tháo gì cũng bán mẹ nó trơn. Rồi sau khi mà nó mua nó trả cho mày, vấn đề là về lỗ dân dơn ra rồi. Bắt đầu nó về bên kia nó ngồi nó cười khạc 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 khạc. Tại vì người dân Việt Nam bị cái thằng hồ chó đẻ Hồ Quang nó yếm ở ngoài Ba Định rồi. Ta nói nó ngu muội rồi, mê muội rồi, ám muội rồi, đựng đổn rồi. Rồi bây giờ nó đắm đầu luôn một thằng tổng bí thư là một thằng lú, một thằng lửng, một thằng khùng đó. À, người dân cứ thiệt tha hồ mà cứ chạy theo tụi nó hoài. Nó cứ tung ra 10 người thương lái Dương Đông kích Tây. Người thì nói rằng giờ ông đổi đất ông lên thành canh tác đi. À, mà các bạn biết mà từ đất ruộng mà lên làm canh tác rồi thì kể như là hư mẹ nó đất hết trơn. Đưa lên là hư mẹ hết trơn rồi. Năm nào đó nó cho bộ nó qua nó nói à, trời ơi năm nay hạn hán nghe không các bà con đồng bằng sông Cửu Long, cho nên người Tàu của tôi đó là bây giờ năm nay hạn hán ở bên trồng dưa hấu không có được. Bây giờ đất nước Việt Nam của mấy người đó bây giờ vấn đề là thôi đi đừng có trồng lúa nữa, cứ việc nâng cấp nó lên thành đất công nghiệp đi, nông nghiệp đi em, bắt đầu là trồng dưa hấu nha. À, năm nay là dưa hấu tụi tôi mua giá cao lắm đó, có thể rằng người nào trồng một công dưa hấu là thu hoạch bằng 5 công lúa gạo chứ không chừng nữa đó nha. Không à, cho nên cứ trồng dưa hấu đi, trồng dưa hấu đi. Người dân ta nói ổ xô ra, người này lại học cách người kia trồng dưa hấu sao vậy anh đồ kia. Rồi bắt đầu là người này cũng không, bắt đầu là dạy cho người kia. Tới chừng mà dưa hấu bắt đầu là kêu bằng là nó chín nó trơn rồi, nó qua nó ẹo nó không thèm mua. Ta nói dưa hấu để ngổ ngang vậy mà các bạn biết dưa hấu mà không ăn chừng hai ngày nó úng mẹ trơn. Ta nói rốt cuộc rồi, cầm dưa hấu mà thảy cho trâu cho bò nó ăn xong rồi đứng nó tè nghe xè 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 xè, trời ơi là trời. Ta nói khổ ơi là khổ, vui ơi là vui như vậy đó.
Đó, các bạn thấy cái mưu đồ chưa? Các bạn thấy được cái lợi hại của cái Lăng Ba Định chưa? Cho nên những kẻ nào mà vô đây mà bị ngu muội, bị mê muội, bị ám muội, bị đần muội, bị độn muội đó, hãy nghe những gì mà Lisa nói đi. Rồi coi kiểm lại thực tế coi coi đúng không? Tìm một người như Lisa mà giải mã càng khôn không phải là chuyện dễ đâu, nghe chưa? Ngồi đó mà ngu, mà ngục nha. Rồi những cái tên mà ở Cần Thơ đó, những cái tên mà vấn đề là thằng Tổng Lú đó, lúc nào nó ra lệnh nó cứ để cho thằng Tàu cộng vô để mà nó xử lý rác thải đi đó nghe. À, rồi nó đổ cho banh tành cái sông Cửu Long luôn, cho con cháu dòng họ tôi bay khỏi ngóc đầu lên luôn, bỏ cái tật ngu độn để nghe lời của đảng đi, tuyệt đối trung thành sự lãnh đạo sáng suốt của đảng đi nhé, nhớ chưa? Đó, hết trồng dưa hấu rồi bắt đầu là đổ xô đi trồng thanh long, các bạn thấy rồi đó. Nghe không? Trong khi cái xứ sở tự do ở bên Hoa Kỳ, Lisa ở bên đây, người nông dân họ làm ruộng thì có sự bảo trợ của chính phủ, người nghèo á, ăn không hết. Những người bên đây làm nông á, người ta còn giàu hơn những người đi làm vấn đề là kêu bằng hãng xưởng, bởi vì chính phủ trợ giúp 100%. Cứ việc anh làm ra đi, không ai mua là chính phủ chúng tôi sẽ mua giá gấp 2 lần người dân. Bởi cho nên ở bên đây nó là những người trồng nông, người ta đâu thèm bán cho vấn đề là người dân đâu, người ta bán thẳng cho chính phủ hoặc là bán cho những cái chính phủ, là chính phủ mới là phân phát cho những cái siêu thị để mà bán buôn ở bên đây. Lỡ mà bị bão lụt hay là thiên tai gì đó là người dân người ta cũng không có lo nữa, bởi vì có bảo hiểm nó trả cho người ta hết. Tất cả những nhà nông nào ở bên Mỹ này khi người ta gieo giống xuống người ta trồng là đều phải mua bảo hiểm cả. Tiền bảo hiểm đó do chính phủ tài trợ 100%. Lỡ mà có lũ lụt, lỡ mà có thiên tai, có bão lụt, ruộng lúa của anh không thu hoạch được thì chính phủ sẽ bồi thường cho anh 100%. Ví dụ năm nay anh được 50 ngàn thì chính phủ sẽ đưa cho anh 50 ngàn, rồi xe của chính phủ tới tự động nó gom lúa đi, kệ nó gom được nhiêu hay bao nhiêu, để cho anh 50 ngàn để anh ăn uống anh sống, để cho mùa sau anh tăng gia sản xuất được. Cho nên nó là Hoa Kỳ họ tính rằng đó là có lũ lụt hay gì đó lâu lâu mới có một lần, cho nên mình bỏ ra mình tài trợ cho người dân đừng có hoang mang, để những năm sau, ví dụ 3 4 năm sau nó không có bị lũ lụt nữa, nó không bị bão nữa thì người dân ra sức làm thật là nhiều để bán lại cho chính phủ, để mà chính phủ gom tiền. Và những cái bảo hiểm đó là của chính phủ, cho nên chính phủ bắt buộc vấn đề là những nhà nông phải mua vấn đề là bảo hiểm. Cho nên mỗi một người dân ở bên đây làm nông dân ở bên đây, người ta trồng lúa đó, bởi cái những người Việt Nam ớt ngồi đó giết bộ bên Mỹ không có gạo ăn đó. Trời ơi là trời, mẹ nó trồng bên Louisiana bên bển nó nuôi cả thế giới cũng còn được nữa các bạn ơi, các bạn mở con mắt ra đi, trời ơi khổ quá. Cho nên người dân ở bên đây người ta làm nông người ta thoải mái chứ đâu phải như Việt Nam, đâu có chuyện cò mồi như Việt Nam. Trời ơi các bạn đi đi qua bên đây đi, tao nói đồng ruộng của người ta, tao nói cò bay thẳng cánh chó chạy cong đuôi. Thở đề nai mà vấn đề là kêu bằng là xả lúa mà nó lên trên chiếc phi cơ, lên trên chiếc máy bay trực thăng đó, mà nó bay đi rè 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 nó xả lúa ra, thậm chí máy nó làm không chỉ có một người chất lên trên tở đòi, chỉ có 2 người thôi là làm một ngày là gần mấy trăm ngàn công, mà vấn đề là kêu bằng là cấy lúa. Tới mùa mà thu hoạch là xe của nó chỉ cần hát đi đâu quay quay một cái là gom không còn một hột lúa nào mà sót hết. Tự động quay lên rồi suốt ra rồi quấn lại thành cuộn 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 như vậy nè, rơm á, họ quấn lại thành cuộn rồi bắt đầu là lúa đi qua một bên, rồi bắt đầu họ không thèm phơi nữa, họ sợ những cái mà tia nắng của mặt trời nó có độc đồ kia nữa. Nhưng đây là cái bằng là họ sấy lại một cái thôi, là cái bằng là họ sấy lại là cái bằng hột lúa nó khô rang khô khốc hết trơn, rồi bắt đầu họ đem qua họ xây. Hả, tao nói không có một hột bông cỏ, không có một hột sạn, hột gạo của họ tao nói hả nguyên hột tru trú như vậy, không gãy một hột nào. Trời ơi nước văn minh mà nó hiện đại, tao nói không thể tưởng tượng, mà không bao giờ chịu học, không bao giờ chịu học đâu. Cái nền kinh tế người ta như vậy, máy móc người ta như vậy đó, chứ mà không chịu học đâu, người ta toàn là sử dụng bằng máy móc không, chứ đâu phải giống như người dân Việt Nam đâu. Phải mà vấn đề là kêu bằng là phơi nắng dầm sương, bán mặt cho trời, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như ở Việt Nam đâu. Nhưng mà không chịu thay đổi đâu, không chịu học hỏi đâu.
chạy theo cái phe của thằng Tào Cộng để mà khư khư bảo thủ, giữ cho bằng được cái lề lối của các Mác Lênin, giữ cho bằng được cái đảng chó đẻ khốn nạn như vậy, rồi bắt người dân phải con trâu đi trước cái cài đi sau như vậy đó, không chịu học, chửi Mỹ, chửi những cái nước văn minh, chửi thậm tệ luôn để đi qua học của thằng Tào Cộng. Mà thằng Tào thì trời ơi là trời, cái tánh tình của nó là người Việt Nam mình biết rồi, nó kêu bằng bừng tiện tới nỗi mà nó giấu nghề nổi, cho nó đi ra nó bán giò cháu quẩy, hỏi nó làm sao nó còn giấu nghề nữa, thậm chí giả bộ nó dạy sai để cho mày làm sai để mày bán đừng có bằng tao. Một cái thằng mà vấn đề là kêu bằng là Tào Cộng mà nó ngồi nó bán mà hủ tiếu gõ thôi nó cũng giấu nghề nó, mẹ nó đi, nó truyền cho người Việt Nam của mình cũng giống y như vậy đó, nhỏ mọn ích kỷ như vậy đó. Tao nói hả, có cái gì mà lỡ tay nghề mà cao rồi là giấu mẹ, gió không có thèm dạy thiệt đâu. Võ sư cũng vậy, nó dạy võ không bao giờ dạy hết cho đệ tử mình học đâu, sợ nó phản lại, cho nên giữ lại hai ba món rồi tới lúc chết rồi đó, chôn dưới mồ luôn. Rồi cứ thằng này giấu lại vài món, thằng kia giấu được vài món, rốt cuộc bây giờ ra tao nói cho võ gì à, võ cua võ cầm võ bồng con gái chứ võ gì nữa giờ. Ngày xưa vấn đề là Việt Nam của mình là phải truyền ra hết đi, ở bên Mỹ này người nào tài giỏi là người ta đem hết cái idea người ta cho cả thế giới, vấn đề là kêu bằng là học để mà sử dụng. Các bạn thấy không, iPhone hay là những cái gì mà tân tiến đó là người ta đem hết idea người ta ra cho toàn thế giới. Còn ở Việt Nam, thằng Tàu mà nó lỡ mà nó tài giỏi mà nó làm được cái gì rồi, nó giấu còn hơn là mèo giấu cất, nó giấu nghề như vậy đó. Đừng có nói chi, trời ơi là trời, tao mà làm cơm Dương Châu ngon rồi hả bà nội mày, bây giờ học 10 năm cũng không được nữa con. Tao chỉ truyền cho dòng họ tao thôi, tao truyền cái cách làm thôi. Dịch quay Bắc Kinh hả, tao làm rồi á, đố cha tao mày biết được công thức dịch quay Bắc Kinh của tao, tự động dòng họ tao truyền với nhau, đời ông cố truyền cho đời con, đời cháu, đời chết, đời xích được cái nó truyền lại hết trơn. Cho nên tao đâu truyền cho mày, mày lại mày dạy tao ha, mày dạy tao làm dịch Bắc Kinh phải không, để tao dạy cho sách dịch của mày đi nhúng vào trong nước á, rồi để hàng the vô, xong rồi mày ướp ngũ vị hương rồi mày lên mày quay đi, tới chừng người ta làm theo lời nó, để hàng the vô lên quay, mẹ cái da của con vịt mẹ nó chai mẹ nó trơn, ăn như là nhưng mà là nhai đá nha sản. Rồi lại hỏi nó, nói ờ tôi cũng làm giống y vậy mà, trời ơi tôi cũng làm y trang vậy đó, tại vì nó giấu nghề. Mà bây giờ ngay cả người Việt Nam mình cũng bắt chước như vậy nữa, cũng là nham hiểm với nhau, cũng là giấu nghề rồi gạt gẫm với nhau luôn nữa, sống thờ ơ với nhau luôn nữa đó. Thậm chí trong đây là cái bằng là có ma cô ma cạo bắt đầu là đi làm nấu ăn cái gì rồi mà giả bộ, trong đây là cái bằng để cục hàng thấy an đường quá học vô rồi là bắt đầu giấu kín miệng, không có cho ai biết hết trơn á. Cái này là bí mật nhà nghề, cho nên tự làm để kiếm tiền thôi, chừng nào mình chết thì kệ mẹ nó, thậm chí chết tiền cho con của mình luôn nữa. Vậy đó, mà hãy mở miệng ra cái là bắt đầu là cái bằng là học theo thằng chó đẻ Tàu như vậy đó. Thằng Tàu nó phá dân tộc Việt Nam, tao nói nó thế thảm như vậy mà đụng tới một cái là trời ơi là trời, đảng lo cho dân, đảng vì dân, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Thằng dân nào mà mày biết mày bàn, tao nắp đầu mày vô trong tù, tao ghét tội mày phản động liền. Mày dám kiểm tra đảng hả, bà nội mẹ mày đó. Bây giờ dân biết dân bàn ở Formosa không, dân kiểm tra Formosa được không, người dân vô kiểm tra Formosa đi, người dân vô bàn ở trong vấn đề là cái bàn là nhà máy giấy đi, vô đó mà bàn, dám không, dám vô mà bàn không hả. Cho nên miệng thì la làng vậy thôi, miệng thì là dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, đảng vì dân lo cho dân, đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi mà giờ pháo không có, cái là gì cũng không có, toàn là đồ độc không như vậy. Tao nói nó yếm cái xác của thằng Hồ Chí Minh ngoài Ba Đình đó hả, tao nói từ kinh tế cho tới xã hội cho tới văn hóa luôn. Bây giờ học sinh nó Việt Nam hả, nó nhồi nó cho học 6-7 cái cương bài như vậy, 6-7 cái cuốn sách như vậy, nó lên nó cho có 3 câu hỏi. Rồi nghe nói năm sau nó bắt buộc là phải học về vấn đề là công dân, đó là yêu đảng yêu bác, đó là cái môn chánh đó. Phải rèn luyện, phải đưa người dân vô là phải yêu bác yêu đảng là đứng đầu. Vui không? Học mà về những cái kỹ năng ở trên thế giới thì không cần biết, chỉ học sao mà yêu đảng yêu bác là được, điểm 10 là đủ rồi, là mày giỏi rồi đó. Trời ơi là trời, trời ơi, Lisa nói tới Lisa đau lắm các bạn ơi. Đó, nó để cái lăng thằng Hồ Chí Minh đó,
nó giả bộ hả mẹ, nó cao cơ lắm, nó giả bộ nó lên trên Formosa, nó đứng đó, nó giả bộ nó dậm chân ở đó, nó bóp cái cổ của Formosa, bởi vì miền Trung nó giống như cái cổ nó nhỏ xíu đó, nhắc là nó bóp được cái cổ rồi, nhưng mà nó nhìn coi ở dưới cái miền Tây từ Sài Gòn trở vô là cái bụng đang phình no, cho nên bây giờ nó hướng về miền Tây để mà nó tiêu diệt miền Tây bằng cách là nó đưa vô để mà nó xử lý vấn đề là kêu bằng là rác ở tại đồng bằng sông Cửu Long, mà đặc biệt là nó chọn ngay tại Cần Thơ là con sông Hậu, mà con sông Hậu là nó chảy chi chích ra những cái sông ngòi kinh rạch đi tất cả các thôn xã ở đâu đâu cũng chịu ảnh hưởng của cái con sông Hậu này, bởi vì quê em sông Tiền, sông Hậu bên Lỡ, bên Bồi Bồi đất Phù Sa mà. Một đứa con nít cũng nhìn ra được càn khôn bát quái của thằng Tàu, nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam thì không nhìn ra, không nhìn ra. Cách đây mấy ngày một ông già bán vé số, một bà già bán vé số khóc mưa sướt mướt như mưa, không có cái điện thoại, phải nhờ người ta mà người ta mua vé số, người ta tới người ta gọi cho Lisa để cho ông nói chuyện, ông khóc quá trời luôn. Tôi cầm cặp vé số tôi bán, nó bắt tôi vô bán một ngày kiếm được có 100 ngàn. Công an nó bắt vô, nó nói tôi không được quyền bán vé số từ tỉnh này quay tỉnh kia, nó tịch thu hết vé số của tôi, nó còn bắt tôi đóng 18 triệu nữa. Đó, sợ quá đứng té đái trong đồn công an luôn đó. Tao nó nói sao bây giờ không có 18 triệu là ở tù 18 năm. Trời ơi bà này, bà nói trời ơi, có ai khổ hơn tôi không vậy trời. Lúc nhỏ sanh ra thì mẹ tôi đã bị mồ côi mẹ, bây giờ lấy vợ, vợ cũng chết, con cũng chết, còn có một mình tôi bán vé số để sống qua ngày. Bây giờ tiền đâu thì có 18 triệu mà tôi đóng đây trời. Phải bây giờ thương tình cho bà thì để cặp vé số ở đây đi ra đi, còn đứng đây láng cháng một hồi nữa là tôi bắt nhốt 18 năm. Bà đứng bà đái trong quần ở trong đồn công an luôn. Rồi xong rồi sợ quá sau khi nó thả rồi là quảng ồn chạy ra, chứ đây là không dám dòm mặt lại. Ra tôi nói ngồi ở ngoài dĩa hè khóc, mọi người gom tiền lại cho chút vậy đó. Rồi từ đó tại sao sợ không dám bán vé số từ tỉnh này qua tỉnh kia nữa. Các bạn thấy không? Các bạn thấy nó làm cho đất nước Việt Nam kinh hoàng chưa? Các bạn thấy nó linh ghê không? Đó, nó im linh ghê chưa? Trời ơi là trời. Nó làm cho địa linh tinh khí của Việt Nam không còn một con đường nào mà ngóc đầu lên hết. Yeah. Hôm nay ngày 22 tây tháng 12, cái băng video nó đưa lên trên mạng, công an thì nó ăn hối lộ nó già quá rồi, còn bộ đội nó không có tiền, cho nên bây giờ đi ra ngoài cái shop của người ta, bộ đội Cụ Hồ 6 điều, vấn đề là Bác Hồ dạy hay quá, ra nhìn trước nhìn sau cho mẹ, cái bóp bỏ vô camera an ninh nó quay được hình, ta nói đẹp ơi là đẹp, ta nói nó vui như là ngày trảy hội vậy đó trời ơi. Anh bộ đội Cụ Hồ chôm cái bóp của chị ha, trong cái bóp có 4.200 thì cũng giống như là bác thôi. Đêm qua em mơ gặp bác Hồ, trong túi tiền có 8.000 đô, em xin bác mà bác không cho, bác gật đầu chỉ khen em ngoan, rồi bác âm thầm lấy mẹ tiền đô luôn đó. Vui không? Bộ đội đó, anh bộ đội ra mặc đồ, tao nói ghê ghê lắm nha, trời ơi anh bộ đội, tao nói đi ra ngoài dễ vô cùng, vô hỏi hỏi sao, liếc qua liếc lại thấy cái bóp đem thọt mẹ nó trong đồ đi ra. Camera an ninh nó quay được, ta nói đẹp mặt ơi là đẹp mặt đó. Mấy cái sự việc này đó, đài VTV1 hãy lên trên báo chí coi Lisa nói đúng hay là nói sai vậy. Những cái tin này có phải là những cái tin hoàn toàn bịa đặt như là những cái người cò mồi mà nói trên VTV không? Có không? Hãy đi hỏi hết người dân coi có đúng sự thật không? Tin này có phải đúng không? Hả? Coi thường người dân Việt Nam, nếu Lisa nói sai trên đây biết bao nhiêu người chửi Lisa, không ai vô nghe cái chương trình này đâu. Bởi vì Lisa nói nó quá chuẩn xác tới milimét, cho nên bắt đầu là kêu bằng là ở bên Việt Nam mà mới sợ, mới nhảy cứng lên như vậy. Nha, yeah. Nha, yeah. Đó bây giờ làm đi, không đốt pháo hoa làm riết, bây giờ Việt Kiều nó sợ nó không dám về Việt Nam nữa. Về đó ăn đồ độc không? Trời ơi, về đó mà lỡ bị bệnh là kể như chết. Lúc mà vấn đề là Việt Kiều về Việt Nam, tao nói tưng bừng khai trương lắm, giáo bộ tuyên truyền cho chế độ mà.
Bà vấn đề là kêu bằng là Đặng Tuyết Mai, vợ của ông Nguyễn Cao Kỳ, bắt đầu là về Việt Nam cái là trời ơi là trời, vợ của một phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã đi về Việt Nam để mà nấu phở, kinh doanh, bán buôn. Tao nói chuẩn bị làm sùm bát nhã trơn. Tới chừng một bà bạn của bà Tuyết Mai kể cho Lisa nghe, bà khóc quá trời luôn, bà về bà làm lỗ mà nó tới nó dòi tiền của bà rốt cuộc rồi bán ế mà đâu dám nói đâu. Đóng mẹ tiệm tùng ở trong qua bên California nằm bây giờ chết rồi. Đó, tới lúc chết rồi thì thôi nó im ru mà, làm ăn mà lỗ lã như vậy nó im, nó không dám nói. Bởi vì qua bên đây nói cũng không được, giống thằng Trần Tường vậy đó. Ủa mẹ bưng bô cho đảng treo hình hồ cho nên bị ta biểu tình về Việt Nam nuôi cá, nuôi mèo đồ kia, nuôi tôm đồ kia, mẹ nó cướp mẹ con rồi bắt đầu tức quá cầm cây dao chặt ngón tay một cái bụp. Từ đây về sau tao thề tao không nghe lời cảnh sát nữa. Tôi chặt cái tay tôi cho mọi người coi nè. Chặt cái tay cái bụp, đi qua đây bắt đầu là quỳ gối xuống, quỳ lại năn nỉ. Tôi đã trở về với quốc gia, xin cô Lisa thông cảm cho tôi. Tôi đã biết rõ chế độ cộng sản rồi. Đó, thấy không? Người chết nghĩa chết là nghĩa tận. Cho nên thôi, bà Đặng Tuyết Mai vợ có Cao Kỳ chết thôi, Lisa chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi. Lisa cũng không cần phải chửi bới gì nhiều, để cho mọi người sáng con mắt ra. Ai còn tin tưởng đi về Việt Nam ở đi, đi về Việt Nam làm ăn đi. Tại sao mà lúc về Việt Nam á, Đảng Cộng sản nó tung lên trên báo nó tuyên truyền tới chừng mà sập tiệm rồi bệnh gần chết, ăn đồ độc gần chết, đi qua bên Mỹ này nằm chết sao im ru hết trơn vậy? Phải đăng lên đi, đăng lên là bà Đặng Tuyết Mai bị làm khó dễ như thế nào, bán ế ẩm ra làm sao, nó tới nó ăn chùa như thế nào, phải vấn đề là chạy cuốn gói về bên Mỹ như thế nào, ăn trúng đồ độc ở bên, nhưng mà là Việt Nam bị ung thư nằm chết ở bên Cali, sao không đăng lên đi, đăng lên, đăng cho người ta thấy được cái đảng, đăng lên nha. Cho nên thông báo với những cái người Việt Kiều, thông báo những người nào ở bên Mỹ này mà còn ngây thơ đi về Việt Nam làm ăn thì các bạn chết không kịp ngáp. Thiên đường hữu lộ nhô vô nhân vất, địa ngục vô môn hữu khách tầm đó. Các bạn cứ đi về cái địa ngục ở Việt Nam đi để rồi các bạn chết, thấy không? Ăn đồ độc, ăn đồ ung thư của thằng Tào Cộng rồi qua bên Mỹ này Mỹ bó tay, vô một cái bệnh viện cao nhất mà họ thử máu ra rồi Lisa nhận được kết quả, họ lắc đầu, tất cả gan tỳ thế thận nó đều bị hủy diệt hoàn toàn, cái lá gan nó thâm đen lại, không biết ở Việt Nam ăn cái giống quái gì mà nó độc tới mức độ như vậy. Phải chi mà bà Đặng Tuyết Mai mà đừng có về Việt Nam, đừng mở quán phở thì đâu có chết như vậy. Những người bạn bè của bà còn yếu hơn bà mà ở bên Mỹ bây giờ người ta còn sống phay phay cái kìa, các bạn thấy chưa? Đó, về đi, về đi. Rồi con Kỳ Duyên nó mở cái quán cà phê chiếc lá lá đà gì đó, là giờ còn không, bây giờ có dám lên tiếng không hả? Bây giờ còn không, ai tới uống đắt không, làm ăn có lời không hả? Hay là chuẩn bị tàn gia tru lục tới nơi, hay là lỗ tới xương rồi không dám nói ra, sợ quê sợ nhục em đó, về đi. Con nít nó bị tật nguyền, nó bị thiểu năng, vô trong trỏng cho ăn cơm với muối không à. Sữa rồi kia đem ra bên ngoài bán hết trơn, tao nói nó đăng lên trên báo vui ơi là vui vậy đó, trời ơi là trời. Bởi hèn chi cứ đi qua bên đây khóc lóc kêu mấy bà Mỹ đi vô, thậm chí gửi giấy tờ nói đứng đây là kêu bằng cô Lisa ơi, cô là người Việt Nam, cô nhìn thấy những em bé này cô thương không vậy cô? Cô ơi, cô giàu có, cô bố thí tiền để mua sữa cho các em, các em nó bị suy dinh dưỡng hình của các em đây nè, cô Lisa ơi. Lisa nghe cảm động, trước đó cũng đã gửi về hết mấy trăm đô mẹ nó rồi đó, ở trong cái hội mà vấn đề là nuôi trẻ em khuyết tật ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Bây giờ đùng một cái mẹ nó lấy sữa, lấy đồ nó ra ngoài nó bán nó ngoài ngoài. Nó lấy tiền mẹ cho nó vô, con nít còi xương tao cho mày chết mẹ mày luôn, tao nấu không cho mày ăn cơm nữa, tao nấu cháo tao quậy với muối không mà tao ra tao ngồi đút cho mày ăn, mày thiểu năng mày có biết mẹ gì, mày câm mà ở trung ương xuống có kiểm tra hỏi con ăn có ngon không, mà mẹ mày đứa thiểu năng nó ngồi có biết mẹ gì à.
Tao nói nó vui không à? Ủa thật, mấy bé sao giờ còi xương được kia sao càng ngày càng ốm vậy? Bé nó vậy đó, nó đi chưởng, nó chạy nhảy vui quá cho nên nó tập thể dục đó, cho nên nó ốm thôi à. Mọi người cười, còn lỡ đứa nào ốm quá mà nằm bệnh chỗ rồi hỏi sao vậy, chắc hết trị rồi, bởi vì chất độc da cam dioxin nó nặng quá cho nên nó nằm còi xương vậy, không ăn uống gì trơn á, cho ăn dữ lắm đó, ngày cho uống 4-5 lít sữa mà nó cứ vậy hoài chứ. Nhưng mà đâu có biết là cho uống nước cơm không đâu, trời ơi, đâu có biết là cho ăn cháo không với muối đâu. Trời ơi là trời, tao nói nó dã man mà nó khốn nạn cho một cái chế độ như vậy đó. Đảng ơi, đảng mở mắt ra đảng nhìn đi, cũng vì cái khư khư độc tài, chỉ vì sợ dân lật đổ, chỉ vì muốn nắm cho được cái đảng mà để cho mấy cái kẻ mà loạn thần ở dưới nó phải làm như vậy đó. Cho nên có nhiều người vô, Lisa ơi mời Lisa về Việt Nam để mà giải quyết giùm, Lisa giải quyết sao được, lạng quạng giống cái lũ vô lụng viên nó tràn ào ào vô, nó chửi nó giết Lisa luôn đó. Cho nên phải nên đa đảng, phải nên trả lại quyền cho người dân, phải có một cái đảng đối lập để mà thanh trừng tất cả những con chó, thằng chó nào mà lợi dụng chính sách độc tài của đảng như là nắng mọc sau cơn mưa để mà đè đầu cởi cổ. Ngay cả những đứa em thiểu năng tật nguyền mà cũng còn ăn được thì thôi đi xa, không còn gì để nói nữa. Tao nói ăn từ ống mà chí đái, ăn mà tàn gia tru lục, ăn mà kêu bằng tàn sát sanh linh, ăn mà kêu bằng không còn cái gì mà để ăn được nữa hết, là khỏi không còn cái gì mà để phải nói nữa hết trơn. Các bạn thấy không? Các bạn nhìn rõ chưa? Các bạn thấy không? Đưa mấy thằng bộ trưởng lên, đưa mấy thằng chó đẻ lên, bây giờ nó yêu cầu bỏ biển số đỏ số xanh, dư luận viên nó đề nghị 90% liền. Tức là người dân mà chạy xe đó mà lỡ bị gì nó phạt, còn mà mấy ông lớn đi hả, nó dàn hàng ngang ra nó để cho chạy như là đi ăn trộm chứ còn hơn đâu, không ai dám nói hết trơn. Bởi vì á bây giờ nó kêu bỏ bảng số đỏ bảng số xanh, bởi vì á để bảng số đỏ số xanh người dân bây giờ thông minh quá, mã cha tụi bay lên, tụi bay nghe con Lisa rồi tụi bay quay hình lại, thấy tao vô trong vấn đề là kêu bằng là hả cà phê ôm, hoặc là tao định hướng xã hội chủ nghĩa, tao đi lên trển tao chơi đỉ, tụi bay nhờ tao chụp cái số xe của tao sao, có cho nên tao phải bỏ cái bảng số đỏ số xanh chứ, tao để cái số xe của người dân thôi, để ban đêm tao lên trên nhà của vấn đề là kêu bằng là vợ bé của tao, tao ăn nhậu tụi bay đâu biết, tụi bay tưởng tao là đại gia thôi, tao tưởng tao là vấn đề là kêu bằng là doanh nhân thành đạt thôi. Cho nên bây giờ yêu cầu bỏ số đỏ bỏ số xanh, chỉ chờ để bảng số bình thường với người dân thôi. Nhưng mà trong trong mình tao là có súng mà, đủ mẹ thằng nào cày chớp tao bắn chết gắn chịu nghe chưa à? Tao lên trển tao chơi đỉ ở trên trển thì được, khỏi người dân khôn quá, người dân cứ tìm cách quay số đỏ số xanh hoài đưa cho Lisa để cho con Lisa nó chửi tụi tao hả, cho nên bây giờ phải bỏ chứ, trời đất quỷ thần mẹ ơi, thấy không à, phải bỏ. Ê, trời ơi mới đây mà 9 giờ rồi đó hả, thôi chương trình cũng còn rất là nhiều đề tài nhưng mà hôm nay là chỉ cho các bạn nghe những cái chương trình tóm lại là về cái lăng yếm của thằng Hồ Chí Minh nó ảnh hưởng như thế nào đối với dân tộc Việt Nam, và cái vụ mà rác nhưng đây là kêu bằng xử lý ở tại Cần Thơ Hậu Giang nó ảnh hưởng tới con sông Hậu, nó thải chất thải xuống đó để nó giết chết những cái sông ngòi kinh rạch như thế nào. Hôm nay hai đề tài chính các bạn phải nên nhớ, một là cái lăng của Hồ Chí Minh bị trấn yếm như thế nào, Lisa đã thổ lộ hôm nay, hai nữa là mưu đồ của họ tính đi vào để mà xử lý rác ở tại vấn đề là Hậu Giang, đó là hai tin chính, còn những tin kia là phụ phụ thôi nha. Rồi Lisa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Lisa cảm ơn những cái tin tức mà quý vị đã gửi cho Lisa. Có những tin tức nào cứ gửi cho Lisa để Lisa sẽ lên đây để mà khai dân trí cho mọi người dân sẽ nhìn ra được sự thật. Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình khai dân trí ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin thân ái kính chào tất cả quý vị.